Xin mời các bạn tiếp tục quay trở lại với sân bóng chuyền hơi thôn Mép, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để chứng kiến trận thi đấu giao lưu bóng chuyền hơi nữ giữa chị em thôn Quan Lộc, xã Tiên Động và các chị em thôn Sự, xã Minh Đức nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày thể thao Việt Nam. Thì thôn Minh Đức có mời thôn Quan Lộc lên giao lưu. Cấm. Đây là câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Mai Tiên Động của chúng tôi. Tới nay chúng tôi sẽ là giao lưu tại sân này. Quay rồi đấy em ơi. Tiên Động, Tiên Động người Tiên Động. Dâu Tiên Động đấy. Vâng, và trận đấu đầu tiên đội Quan Lộc ở phía Bắc, ở sân Nam phía Bắc và đội Quan Lộc sẽ ở sân phía Nam. Đội Quan Lộc có lợi thế của nó. Trọng tài cho cái thử ra không ạ? Và trận đấu được bắt đầu. Điều khiển trận đấu là trọng tài chính Đào Văn Sơn, trọng tài FIFA. Trận đấu đầu tiên của Quan Lộc ở phía sân phía Bắc và đội Quan Lộc ở sân phía Nam. Trận bóng ra ngoài, điểm số cho đội Quan Lộc 1-0. Đưa bóng ra ngoài, điểm bóng cho đội Văn Sự. Trọng tài xác định đã vào tay một cầu thủ của đội Văn Sự, điểm bóng cho đội Quan Lộc 2-0. Đánh bóng không qua lưới,
điểm số cho câu lạc bộ 3-0. Để bóng rơi tự do, điểm số cho Quan Lộc 4-0. Đội bóng ra ngoài sân, điểm số cho Văn Sự 1-4. Văn Sự phát bóng. Đội bóng ra ngoài, điểm số cho Văn Sự 2-4. Phát bóng ra ngoài, điểm số cho Quan Lộc 5-2. Lỗi phòng thủ, điểm bóng Quan Lộc 6-2. Phát bóng không qua lưới, điểm số cho Văn Sự 3-6. Hồng Thắng phát bóng. Đưa bóng ra ngoài, điểm số cho Văn Lộc 7-3. Đập bóng tốt, điểm bóng cho Quan Lộc 8-3. Đập bóng không qua lưới, điểm số cho Quan Lộc 9-3. Đội Văn Sự cố gắng tập trung. Đập bóng tốt, điểm số cho Quan Lộc 13. Lỗi chuyển hai, điểm số cho Văn Sự 4-10. Alo. Rồi.
đá bóng cho Tôn Văn Sự 12. Đâu? Văn Sự đó 12 đâu. Bóng cho Quan Lộc 13 năm. Bóng cho Quan Lộc 14 năm. Điểm bóng cho Văn Sự 6-14. Điểm bóng cho Văn Sự 7-14. Điểm bóng cho Văn Sự 8-14. Điểm bóng cho Quan Lộc 15-8. Bóng cho Văn Sự 9-15. Điểm bóng cho Quang Lập 16-9. Điểm bóng cho Quang Lập 17-9. Điểm bóng cho Quang Lập 18-9. Thank you.
Quang Lộc 20-11. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai đội tiếp tục vào sân. Điểm cơ tiên đâu? 8, 14. Tiên đâu? Phá bóng. Bóng nói điểm cho thôn Văn Sự 15-8. Hồng thắng phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho tiếp đâu 9-15. Xin lỗi phát bóng. Điểm cho Văn Sự 16-9. Hai đội cố lên. Điểm bóng cho Tiên Đồng 10-16. Hơi hộp thế. Điểm bóng cho Văn Sự 17-10. Văn Sự ra bóng. Đánh bóng tốt, điểm cho Văn Sự 18-10. Tiên Đồng cố lên. Bóng ra ngoài, điểm cho Tiên Đồng 11-18. Đá bóng hỏng, điểm cho Tiên Đồng 12-18. Tiên Đồng phát bóng. Điểm cho Tiên Đồng 13-18. Tiên Đồng phát bóng. Đánh bóng hỏng, điểm cho Tiên Đồng 14-18. Điểm cho Tiên Đồng 15-18. Em Hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điểm cho Kim Ngọc 16, 18. Công sự tập trung. Rồi, vâng, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa